Văn Hậu không kịp trở lại cho AFF Cup thì sao? Không quá đáng ngại đâu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đau đầu vì bài toán hành lang cánh trái trên tuyển à? Chúc mừng ông vì sắp có được lời giải nhá. Giờ thì mấy anh bạn nhập tịch của Indo hãy thôi ý định nhắm vào cánh trái của Việt Nam để tấn công đi. Vì có thể nơi đó sẽ có Jason Quang Vinh, một mẫu hậu vệ đầy thiện chiến và tinh quái để nghênh chiến. Vậy là viễn cảnh mà người hâm mộ Việt Nam mong ước bấy lâu nay thực sự sắp đến rồi. Jason Quang Vinh có quốc tịch Việt Nam. Ngay ở thời điểm mới trở về Việt Nam, Jason Quang Vinh đã trở thành cái tên làm mưa làm gió trên báo giới, truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội. Kể ra đội ngũ truyền thông của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng khéo thật, leak trước thông tin của ngôi sao Việt kiều chỉ bằng hình ảnh này. Một người đàn ông quay lưng lại khiến người ta phải đoán già đoán non, để rồi đến lúc chính thức công bố thì vẫn khiến người ta không ngừng bàn tán. Công bố tân binh thông qua video giới thiệu thì không phải hình thức mới tại V-League. Thế nhưng cách làm và nội dung truyền tải của đội bóng Công an mới là sự khác biệt. Hình ảnh Jason Quang Vinh đứng trước quảng trường Ba Đình với lá cờ đỏ bay phấp phới trên nền nhạc ca khúc Hello Việt Nam, kèm theo đó là dòng chữ Xin chào Việt Nam. Một màn công bố tân binh khơi dậy mạnh mẽ sự tự hào về quê hương, về dân tộc, bởi đơn giản Jason Quang Vinh cũng có dòng máu Việt chảy trong người. Tôi rất hạnh phúc khi ở đây, tôi cố gắng hết sức để cống hiến, hay xa hơn nữa là có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi nỗ lực từng ngày tập luyện và thi đấu chăm chỉ để cạnh tranh vị trí ở câu lạc bộ và chờ đợi cơ hội được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Jason Quang Vinh đã chia sẻ những dòng đầy cảm xúc như vậy trong ngày ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và đó cũng là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng về ngày mà hậu vệ sinh năm 1997 nhập tịch Việt Nam. Đặt trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam không có được kết quả tốt thời gian qua và dường như cũng nghe được tiếng lòng của người hâm mộ, mới đây thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đặt vấn đề hy vọng câu lạc bộ Công an Hà Nội triển khai nhập tịch cho Jason Quang Vinh. Năng lực của hậu vệ Việt kiều Pháp đủ triển vọng để đóng góp lâu dài cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, cũng như xa hơn là có thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Và giờ thì thực sự mong muốn của người hâm mộ mới gần hơn bao giờ hết. Theo thông tin độc quyền mà chúng tôi có được từ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Jason Quang Vinh sẽ hoàn tất các thủ tục nhập tịch trong 2 đến 3 tuần tới, tức là rơi vào khoảng giữa tháng 11. Về đội bóng nào mà sớm có quốc tịch thì bất ngờ chứ về với Công an Hà Nội mà nhanh chóng được khoe căn cước công dân thì có lẽ cũng dễ hiểu mà thôi. Nguyễn Philip là một ví dụ điển hình, gần 10 năm ròng rã xin quốc tịch Việt Nam với mong muốn được khoác trên mình chiếc áo có in cờ đỏ sao vàng thi đấu. Để rồi đến khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội, quãng thời gian gần thập kỷ dài đằng đẵng ấy mới dừng lại bằng tấm hình này. Nguyễn Philip vui vẻ khoe chiếc căn cước công dân của giải đất hình chữ S và giờ đây đã có được gần 10 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam. Vậy đấy, đội bóng ngành công an đã chắp cánh cho những ước mơ được thi đấu cho quê hương thứ hai của Nguyễn Philip như thế đấy. Và Jason Quang Vinh có lẽ cũng sắp được tọa nguyện rồi. Chưa xỏ giày ra sân thi đấu đã gây sự chú ý, còn đến khi Jason Quang Vinh thực sự khoác lên mình màu áo đỏ nhưng không phải của đội tuyển Việt Nam mà là của câu lạc bộ Công an Hà Nội thì thực sự khao khát đến ngày anh nhập tịch thành công của người hâm mộ có lẽ cũng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu chỉ mới thấy đẳng cấp châu Âu đấu trường ngoại hạng Anh ở Champions League thì để tôi kể cho bạn nghe về đẳng cấp châu Âu ở sân chơi V-League. Được rèn trong môi trường bóng đá Pháp vốn nặng về thể lực và va chạm ở đấu trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, Jason Quang Vinh tỏ ra vượt trội trên mặt bằng cầu thủ Việt Nam ở nhiều khía cạnh, từ sức vóc, tốc độ, kỹ thuật, tư duy chiến thuật đến độ thiện chiến. Trên sân, Jason Quang Vinh luôn cho thấy sự năng nổ, lên công về thủ không biết mệt mỏi, với thể hình không quá lý tưởng khi đặt lên bàn cân so với Văn Hậu, song kỹ năng xử lý bóng đẳng cấp cùng với đó là sự bình tĩnh giúp Jason Quang Vinh không ngán những chân sút nặng đô bên phía đối phương. Sau khi cập bến câu lạc bộ Công an Hà Nội ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2024-2025, Jason Quang Vinh lập tức trở thành lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Manu Pulking nơi hành lang cánh trái đội bóng ngành công an. Anh được xếp đá chính trong cả 6 trận của câu lạc bộ Công an Hà Nội kể từ đầu mùa. Trong khi ở giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á, Shopee Cup, anh cũng ra sân cả 2 lượt trận đầu tiên của đội bóng ngành công an. Còn nhớ sau chiến thắng của Công an Hà Nội trước Buriram United ở ngày ra quân sân chơi khu vực, thay vì nhận xét về hai cầu thủ lập công là Phan Văn Đức và Alan, huấn luyện viên Pulking lại hết lời khen ngợi dành cho Jason Quang Vinh. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, dù có một chút khó khăn trong hòa nhập nhưng sau cùng đã chơi tốt. Jason Quang Vinh hòa đồng, thể hiện tinh thần chiến binh, tôi đánh giá cao điều này. Và đúng với sự kỳ vọng và sứ mệnh khi gia nhập đội bóng ngành công an, Jason Quang Vinh đã và đang đóng vai trò gia cố hàng thủ cho đội bóng, khỏa lấp lỗ hổng vô hình lớn mà Đoàn Văn Hậu để lại khi chưa thể trở lại sau chấn thương. Trong thời gian Văn Hậu vắng mặt, câu lạc bộ Công an Hà Nội thường sử dụng Văn Thanh, Văn Toàn hay là Tuấn Dương cho vị trí này. Dẫu vậy, cả ba cầu thủ đều đá trái sở trường và chưa thể phát huy khả năng. Song song với đó, một phương án khác mang tên Hà Văn Phương cũng chỉ chơi mức tròn vai mà chưa thể mang đến sự yên tâm. Và nếu Jason Quang Vinh có được quốc tịch ở thời điểm này,
thì cũng chẳng khác nào huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có được liều thuốc để chữa cơn đau đầu nơi hành lang cánh trái trên tuyển cả. Với triết lý cầm quân của mình, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã và đang cố gắng áp dụng lối chơi kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng của những chiến binh sao vàng hiện tại dường như không đủ khả năng để triển khai tốt đấu pháp mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đề ra, đặc biệt khi nơi hành lang biên đang thiếu đi một cầu thủ thiện chiến và đủ sự tinh quái để có thể cáng đáng. Tương tự, câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội tuyển Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong hoàn cảnh Văn Hậu dính chấn thương dài hạn, khi hậu vệ quê Thái Bình vắng bóng, nơi hành lang cánh trái của tuyển Việt Nam chưa bao giờ là sự an tâm với người hâm mộ. Tương tự, người tiền nhiệm Philippe Trussier, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng giao cho Phan Tuấn Tài đảm đương nơi hành lang cánh trái và thậm chí Khuất Văn Khang cũng được đặt niềm tin. Điểm sáng và tròn vai thì thực sự không thể phủ nhận ở bộ đôi này, khi Tuấn Tài vẫn cho thấy sự lợi hại trong kỹ năng leo biên với những pha tạt bóng khó chịu vào trong hay trả ngược lại về tuyến hai cho đồng đội dứt điểm. Đơn cử như pha tạt bóng kiến tạo cho Nguyễn Tiến Linh đánh đầu tung lưới Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trong khi đó, Khuất Văn Khang với sự năng nổ vốn có cùng kỹ thuật khéo léo cũng tạo ra được những pha đột phá để xâm nhập vòng cấm. Dẫu vậy, từng đó là chưa đủ để giúp họ trở thành kèo trái đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam khi vẫn còn đó hạn chế về mặt thể lực trong những pha bóng đua tốc độ hay khả năng tranh chấp tay đôi. Và người hâm mộ càng nhớ về Văn Hậu hơn khi anh vừa cho thấy sự đa năng khi chơi tốt ở hai vị trí gồm hậu vệ trái và trung vệ lệch trái, vừa đảm bảo được sự chắc chắn cần thiết cũng như là khởi nguồn cho những pha lên bóng nguy hiểm của đội nhà. Bởi vậy, nếu Hậu kịp trở lại để góp mặt tại AFF Cup 2024 thì sẽ giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik bớt đi một mối bận tâm lớn. Thế nhưng, nếu không thì vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ nước nhà cũng chẳng cần quá lo ngại vì Jason Quang Vinh đã ở đây rồi. Có Jason Quang Vinh trên sân, chúng ta có quyền kỳ vọng vào những pha bóng đột phá nơi hành lang biên của đội tuyển Việt Nam. Khi đó, những chiến binh sao vàng cũng chẳng mấy ngán ngại những cầu thủ nhập tịch cao to bên phía Indonesia hay nhiều đối thủ khác. Có chăng điều mà người ta lo ngại đó là khả năng hòa nhập của Jason Quang Vinh ở trên tuyển. Thế nhưng, nhìn vào cái cách mà hậu vệ Việt Kiều Pháp thích nghi được với lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại thì thật sự rào cản đó chẳng hề đáng lo. Và thật mừng khi Jason Quang Vinh cũng đang cải thiện vốn tiếng Việt của mình. Điều này sẽ giúp hậu vệ sinh năm 1997 có thể dễ dàng trao đổi với các đồng đội hơn ở trên tuyển. Vậy đấy, thay vì mòn mỏi chờ đợi đến tháng 3 năm sau khi Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện 5 năm sinh sống tại Việt Nam, thì giờ đây người hâm mộ chỉ cần đếm ngược khoảng 3 tuần nữa để có thể được toại nguyện mong muốn thấy đội tuyển Việt Nam có được sự bổ sung chất lượng. Khi đó có lẽ chúng ta chỉ cần chờ thêm một lời triệu tập từ huấn luyện viên Kim Sang-sik nữa mà thôi.